Trên tay mình đây là sản phẩm ấm pha cà phê phin nhôm với dung tích là 200g, được làm từ chất liệu là nhôm cao cấp. Thì hôm nay mình sẽ kiểm tra xem cái khả năng chịu nhiệt của cái ấm này. Để kiểm tra là mình sẽ đổ nước sôi 100 độ C vào trong ấm. Nước sôi hiện tại nhiệt độ bây giờ là 100 độ C. Rồi mình sẽ đổ vào trong ấm và chờ trong vòng 10 phút. Để xem coi ở sau 10 phút đó thì khả năng giữ nhiệt của ấm có tốt hay không. Rồi thời gian sẽ thấy ở bên này, mọi người cùng chờ kết quả sau 10 phút. Đây là sau 10 phút nha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nhiệt độ hiện tại. Mọi người coi nè, nhiệt độ hiện tại nè. Đây, mình để cho mọi người thấy rõ. Đây là 90 nha. Nó mức 100 thế nào ở trên này, nó hơi nóng. Đây, hiện tại là 90 độ C. Rồi thì mình đánh giá là cái nhiệt độ á, nó không có bị giảm nhanh quá. Khả năng giữ nhiệt của ấm tốt. Anh chị nào mà cần mua ấm pha cà phê phin thì mình hãy bấm vào giỏ hàng của Leon Coffee.